Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thép Vinakyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Xin mời nhà gái. Chào cưng, để đây dạ, cưng. Chào chị. Bây giờ thì xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada. Em ở Phú Nhuận và đang làm việc ở Bình Thạnh. À, ở Phú dạ. Nhuận hả? Cũng đồng hương nữa. Này đồng hương Phú Nhuận lên ơi. Kịch Phú Nhuận hả? Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Hoàn, năm nay em 37 tuổi. Hiện em đang công tác trong ngành hàng không. Em làm gì hàng không? Nhiệm vụ cụ thể là gì? À, như em là làm nhiệm vụ cụ thể là em sẽ đầu tư trang thiết bị cho một cái sân bay, là nhà ga, thiết bị kỹ thuật trên đường băng những máy bay hạ cánh. Rồi, anh hiểu rồi. Em quê Nghệ An đúng không? Dạ. Ồ, bạn trai như quê ở Nghệ An luôn hả? Dạ, em cũng quê ở Nghệ An. Phải không? Tại vì thấy cái giọng nói, hai bạn nói tiếng địa phương mình bằng chuẩn không? Nghệ An là bạn gái ở huyện nào? Em ở Yên Thành của Nghệ An ạ. Yên Thành, còn bạn trai? Dạ, em ở Đô Lương. À, Đô Lương, cũng gần mà. Gần không? Sát nhau. Đô Lương qua Yên Thành sát gần ạ. Muốn về Đô Lương thì sẽ đi qua đất của Yên Thành. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về bản thân mình, những cái ưu khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng. Em là một người mà luôn hướng cho mình những cái suy nghĩ tích cực, sống thiên về gia đình. Vì thế em rất là thích nấu ăn và em cũng thích hát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái tính của em ấy khá là thẳng thắn. Cho nên là những cái quyết định của mình có thể là làm cho người khác cảm thấy bị buồn, bị chạnh lòng. Cho nên là em mong muốn là thời gian tới em sẽ hoàn thiện được bản thân của mình. Bây giờ em trai cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em là người mà rất chi là hòa đồng và rất chi năng nổ. Còn nhược điểm thì bản thân em tự đánh giá là em nói hơi nhiều. Có một cái nữa là chưa quen là đứng trước đám đông hơi run. Không sao, từ từ mình quen à. Hồi đó anh cũng ngồi đây anh run chết luôn, sao đó anh quen luôn à. À, từ từ rồi cũng quen thôi. Nhà gái cho biết con đường tình duyên của mình chút xíu nào. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Mình quen nhau được bao lâu? Em quen 1 năm. Một nhưng năm. Mà thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Dạ. Như vậy thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em mong muốn sẽ là như thế nào? Có chí hướng phát triển và luôn hướng mình về gia đình. Có cần cái bề ngoài phải đẹp trai, cao to, lực lưỡng không? Gương mặt và dáng hình thì nó sẽ hài hòa là được ạ. Ừ, rồi để chị coi nha. Chị coi bên nào. Em chào chị. Chào em. Dạ. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Chắc là cũng phải tầm được 60-70% rồi. 60-70% đúng không? Được, 70 trở lên được em. Đường tình duyên thế nào em nói cho bà mối nghe đi. Trải qua một mối tình cũng yêu nhau được 10 năm. 10 năm. Wow, 10 năm cho một mối tình rồi tại sao lại chia tay? Thực ra thì câu chuyện này nó cũng là dài, nhắc lại thì nó cũng buồn. Nhưng mà nói chung thì trong quá trình đấy thì cũng phát hiện là bạn ấy có đối tượng khác rồi. À, có người thứ ba. Được rồi, anh thấy nhà trai cũng là môn răng hổ rối, cũng đẹp trai ha. Bên tôi là cô gái này 24 tuổi, rất là xinh xắn nè. Em chào anh Quyền Linh. Trời đất ơi. Đó. Đẹp dữ trời. Đó. Chào nhà gái.
Nè, bây giờ model bèo lên ngôi nha. Bèo ít đây, bèo nhiều quá. Rất là giống nhau. Đây bèo béo. Ta bèo dưới này, ta bèo trên, mắc cười quá. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Dữ. Dữ hả? Dữ. Dữ. Em có dữ không? Dạ không. Không, cô này mặt không này dữ sao đâu. Dữ được. Ừ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Hôm nay em đi với chị Thu, đồng nghiệp của em. À, chị đồng nghiệp đúng dạ. không? Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Cho chị hỏi Hoàng câu hỏi nghe. Vâng. Nếu như mà người vợ của mình á, mà làm cái công việc mà ví dụ như một tuần nó phải có vài ngày đi về trễ thì liệu là em có thông cảm được không? Thực ra là vợ chồng thông cảm cho nhau thôi. Cứ miễn sao là trong một tháng hoặc là hai tuần gì đấy thì mình có một hai đến ba bữa ăn cơm với nhau, thế là tốt rồi. Dạ, tuyệt vời. Thì cho chị hỏi câu hỏi thứ hai nữa được không? Dạ được, thoải mái chị. À, đối với Hoàng thì em thấy là các cái việc nhà thì em có sẵn lòng để chia sẻ cùng với vợ của mình không? Dạ, em thì nãy em chưa tiện nói với bạn nữ bên, thì em là người rất thích nấu ăn. Thì cái việc đấy thì em nghĩ là nếu như ai rảnh thì làm thôi. Gia đình gái thấy bên đàn trai sao nè? Bạn Hoàng rất là dễ thương, công việc cũng ổn định, phần còn lại là nhân duyên cùng với nhau thôi. Dạ, cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái. Cái ấn tượng ban đầu của em thì chị là người khá sắc sảo, cũng có thiên hướng về gia đình. Hy vọng là anh sớm lập gia đình để cho bố mẹ yên tâm. Rồi, cảm ơn anh trai. Mình mở rào nhé. Bây giờ mở rào đi nhá. Rồi, nào mở rào nè. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em Hoàng. Chào anh. Chào anh. Tặng. Em có món quà tặng anh. Được rồi, cảm ơn em. Có một cái thiệp ở đây, thôi để em đọc thiệp ha. Ừ. Chào anh, dù lần đầu tiên hay lần gặp tiếp theo, em vẫn sẽ đứng đó mỉm cười chào đón anh. Và em nhận từ anh những bông hoa đẹp nhất. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn anh. Thực ra thì cái món quà này là nó là hình của hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chàng trai đang cầm một bó hoa, rất là dễ thương. Đẹp quá. Và em có một chiếc vòng. Chiếc vòng này thì mọi người nhìn sẽ rất là bình thường, nhưng mà nó được khắc là chiến binh của hạnh phúc. Em hy vọng là trong cái công việc anh sẽ là một chiến binh thật dũng mãnh, nhưng mà trong cuộc sống thì anh cũng là một chiến binh của hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Em tặng anh. Dạ. Tôi không biết ông có rối không nha ông Linh, chứ tôi dạ. biết Hoàng nó rối dữ lắm rồi đó. Nãy giờ là rối lắm rồi. À, còn món quà anh muốn tặng em ở đây thì anh là người thích thể thao. Dạ. Nên là trong anh có thể không biết cái gì không? Có em cứ mở. Anh hy vọng rằng là sau này wow. cái món quà này anh tặng cho em là có thể sau này may mắn thì chúng ta sẽ đi đánh cầu lông thường xuyên hơn. Là đồ thể thao nha mọi người. Một bộ đồ thể thao hả? Vâng, dạ, thể thao. Rồi, rồi. Rồi các bạn về vị trí ngồi dạ. đi. Bắt đầu là ngồi đối diện để mà đàm đạo với nhau đi cưng. Dạ. Quan niệm của em lấy chồng mà nó xa thì cái năm tới Tết á, nếu như không được về bên ngoại thì em quan niệm cái sống đấy nó như thế nào? Thực ra người ta nói là lấy chồng thì theo chồng đúng không ạ? Nhưng mà điều đấy mình sẽ dung hòa với nhau. À. Chúng ta sẽ có sự chia sẻ với nhau trong những vấn đề đấy đúng không ạ? À, theo nghĩ thì thế. Bạn trai thì cũng hơi lớn tuổi rồi, bây giờ mình đang tính khoảng bao lâu mình có thể cưới vợ được? Em muốn là tháng 3 năm sau. Tại sao lại là tháng 3 mà không phải là một tháng khác ạ? Vì mùng 3 tháng 3 là cái ngày sinh của anh. À, em cũng sinh tháng 3. Tuy nhiên thì đấy là ngày sinh nhật. Tháng 3 mình về tổ chức sinh nhật. Tháng nhật xong cái mình ăn dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Sau đó mình làm đám cưới luôn. 3 trong 1 luôn đó. Về chuyện kết hôn thì em nghĩ là mọi thứ sẽ tùy duyên. Trước đấy thì em đã nghĩ là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì tầm 2 năm. À. Nhưng mà như em nói từ đầu là mọi thứ sẽ tùy duyên đó. À. Dạ. Về công việc của anh thì anh bây giờ là công việc của anh là cố định ở trong này luôn rồi. Dạ. Cho nên là lập nghiệp thì ở Sài Gòn, tất cả mọi thứ cũng đều ở Sài Gòn rồi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh mấy tầng? Anh nói cho em nhà nghe mấy tầng thế. Kệ tôi, tôi bên đằng ngủ tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Cần gì phải hỏi nhà mấy tầng? Mắc cười quá, ta đẹp ta có nhà là được rồi. Dạ. Nhà tôi không có tầng nào hết mà nhà tôi tới mấy nghìn mét vuông sao? Cân đi tầng đúng không? Thì đó thì mình cứ hỏi vậy đó. Nhà mình, gái thích mình nói cho quá. Em nghe để em biết được là ở cái nhà tôi có nhà thì nhà thì mấy đã... mẫu ở quê đấy im để cho người ta nói vơ và vớ vẩn. Em nói đi Hoàng, chị thấy em rối lắm rồi đó, em nói đi coi nào. Không thì đúng là cũng lần đầu ngồi trước đám đông trên truyền hình nữa cho nên là hơi run. Thôi hồi nãy chị thấy em không run với anh Linh, mở rào ra chị thấy em run. Máy bay em còn sửa được mà, quan trọng gì đâu mà.
Sao là nói cho Huyền nghe nhà đi. Nhà cửa thì em đã có và đang chắc lẽ sẽ bàn giao trong năm nay. Em thì đang mua chung cư. Đó, đó. Thấy chưa? Công nguyên cái chung cư luôn rồi đó. Cho bà mối biết. Thực ra thì em mới vào Sài Gòn từ đầu năm. Trước đấy thì em có 3 năm làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định. Vào đây thì công việc và mọi thứ cũng mới và em cũng đang quen dần với cuộc sống. Tuy nhiên thì em rất là thích Hồ Chí Minh, năng động, phát triển giống như con người của em vậy. Khi lần đầu tiên gặp em đó, anh cứ tự tựa là Nguyễn Thị Huyền đó. Hả? Đây là Lê Thị Huyền đó. Đúng rồi. Và anh cứ nghĩ rằng anh đã gặp em ở đâu, ở trên sóng truyền hình chẳng hạn. Và anh nghĩ rằng cô này sẽ là một người có thể làm cái vị trí MC được rất là tốt. Yeah, về dáng dấp, về cách nói chuyện, về cái thần thái của em đó. Anh nghĩ rằng là em làm việc này rất là tốt. Biết đâu ngày nào đó em ngồi vị trí của chị Vân, rồi ai ngồi vị trí của anh thì sao? Đâu biết được. Thôi vậy thì tôi đi về luôn. Hy vọng được tương lai như anh chị. Chị chào em nha, chào ấy. Chị đi xuống luôn. Tôi cũng đi luôn mà. Cô ấy ngồi đó thì có người khác ngồi đây. Cùng. Thiệt mà, nói cuộc sống đôi khi nó phải thay đổi như thế. Nói chứ đúng á, hồi nãy chị nói là con bé này sao nó... Nói chung là cô này rất là duyên dáng. Đúng, làm MC em được đấy, rất là chắc. Nói chuyện rất là duyên và cô này thông minh lắm đấy. Dạ, có thể cô ấy xuất hiện công chúng rồi. Vâng. Em thì ít xuất hiện. Dạ. Nhưng mà không sao, nếu mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn cô ấy luôn. Dạ. Nhưng mà chị thấy ở cái người đàn ông này một cái sự rất là vững vàng. Nãy giờ mình nói chuyện qua lại mình hiểu một chút xíu về tính tình rồi. Bây giờ em tiến tới em nắm tay Huyền nhé. Em có thể hát một bài nào đó hay nói một lời nào đó chân thành từ trái tim của mình. Tôi không biết ông sao chứ tôi thấy bên nó thở hắt ra rồi. Ủa? Đó. Bắt đầu run từ lúc run. Này rồi. Tôi mà ngồi vị trí này tôi cũng run, nó đừng có chi ai. Đứng về đi Hoàng, mạnh mẽ lên nào. Hát hay lắm có đó. Anh bên kế bên luôn Hoàng, đừng có lo. Đúng không? Em hát nào. Hay không? Chắc chắn. Ủa? Người Nghệ An hát rất là hay. Xin cảm ơn chị. Quay mặt về nhau. Em sẽ cố gắng. Ồ, từng run tay anh rất là run. Anh run lắm, chị biết mà. Về xứ Nghệ cùng anh đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung. Đất miền Trung khô cằn sỏi đá. Về đó rồi. Anh thương nhiều hơn nữa. Thôi em chỉ đợi. Về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa. Em hát đi Huyền. Bởi dạ. Trong anh. Trời bài hay quá. Em sẽ hát tặng mọi người một bài hát khác. Dạ. Bài hát này thì có một thông điệp. Đấy là gửi đến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ vững bước và vượt qua. Đấy là bài hát Sống Như Những Đóa Hoa. Đấy, MC đấy. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, buồn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi sống bao người, để sống thành thời, sống như tôi vẫn mong. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời ơi, Hoàng ơi, cố lên, Hoàng ơi, cố lên. Để tay vào nút bấm, chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu cảm giác thật sự trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không rung động, chúng ta nhường nút bấm đó cho một người khác. Hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ. 3 2 1
hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng Hoàng đấy. Trời ơi, Hoàng thở hắt ra vậy đó, thương gì đâu á. Anh nghĩ rằng nếu như anh mà ngồi ở vị trí Hoàng, anh vẫn là con người như thế, vẫn bối rối trước một cô gái rất là xinh đẹp, giỏi, một cô gái rất là thông minh. Rồi bây giờ thì Hoàng ơi, coi như là bố mẹ của Huyền đang ngồi xem, bố mẹ của em nữa, em nói gì với các cụ đi. Thưa hai bác, nếu như mà hai bác không chê thì tháng 3 năm sau cho phép con được rước Huyền về dinh. Trời ơi, xin liền vậy đó hả? Thì có muốn nói gì bố mẹ mình không? Cha mẹ ơi, hôm nay con lên sóng chương trình này, hy vọng mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này, và cũng thể hiện cho mọi người rất là tốt. Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt. Tuyệt vời đấy. Những cái cảm xúc nó chợt đến, và hy vọng rằng chúng ta giữ lấy những cảm xúc đó, chăm sóc những cảm xúc đó. Bây giờ là món quà cho em nè. Chương trình có một cái format cố định bất di bất dịch, có nghĩa là em sẽ được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của cái người mà mình đã bấm nút chọn. Đấy, em có thở hắt thì thở đi, đừng có ngất nhé. Chị nói nghiêm túc chứ không có ngất bây giờ đâu nhé. Xin phép em. Dạ. Thật tuyệt vời, nếu như một ngày nào đó các bạn thông báo chúng tôi là về Yên Thành và Đô Lương chơi nhé. Dạ. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc và thành công trong tất cả mọi công việc. Dạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Quyền Linh. Chúc mừng hai bạn nha. Cố lên Hoàng nha. Dạ. Nào, cố gắng lên. Hai cái nút bấm nghe cạch cạch một lúc đó, tự nhiên con tim mình nó cũng nhảy nhanh như thế. Mỗi lần như thế chúng tôi rất là vui thưa quý vị. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Tình trường của em thì từ chỉ có em có 3 mối tình. Mối đầu tiên là năm lớp mấy? Em mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi, mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm, 2 năm vậy đó. Tôi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được. Dạ. Rồi, xin mời nhà gái. À, ngồi đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời em. Bên đó có rung không vậy? Bên đây tôi rung lắm luôn rồi nè. Ôi, bên này thấy ngon coi. À. Không có gì rung hết, bây giờ giới thiệu về mình coi nè. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở khán phòng. Em tên là Phan Thị Thiên Lý, năm nay em 31 tuổi, em ở Tiền Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh bên vé máy bay. Làm đại lý vé máy bay đúng không? Dạ. Tiền Giang là ở đâu vậy Lý? Dạ em ở Cai Lậy ạ. Trời ơi, sát bên anh rồi. Trời ơi, Đồng Hương. Đồng Hương luôn. Giúp chào đỡ Đồng em Hương nha. Dạ. Thiên Lý, mời chàng trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thanh Trà, năm nay em 29 tuổi. À. Quê em đến từ Long An ạ. À. Sát bệnh luôn. Em làm nhân viên kinh doanh dạ. Ta 29, dạ mình 31 có ngại không? Đâu dạ. Có gì đâu ngại đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói chút về ưu khuyết điểm của mình coi nè.
Dạ, em ưu điểm của em là người chịu khó ạ. Cũng rất là hòa đồng, vui vẻ và biết lắng nghe, độc lập về tài chính, cũng đánh đổi thanh xuân của mình để tạo dựng sự nghiệp, để tạo dựng sự nghiệp, tập trung vào công việc là chính, tập trung cao vào công việc. Trời, dân Tiền Giang ai cũng giỏi hết trơn Vân ơi. Thì tôi có nói gì đâu, tôi biết mà anh Quyền Linh. Bây giờ mình có cái nhược điểm gì không? Dạ có, tính chất công việc em cũng hơi làm, cũng có khi khuya nên là ngủ hơi nhiều, hơi dậy trễ rồi hay quên với tin người á. Có bị giật với máy bay nhiều không? Khó, sao chưa biết hay vậy? Khó, sao chưa biết hay vậy? Thì tin người là bị giật thôi. Bên kia nói về mình đi nào. Em thì là một người rất là vui vẻ, là dễ đồng cảm với những người bạn của mình. Hơi dở của em là đôi khi em hơi nóng tính một chút xíu. Ai mà nói xấu về gia đình em đi, mà nói xấu trước mặt em thì nếu mà em nghe đó là em sẽ nóng, là em sẽ nóng và em cự, có nghĩa là lớn tiếng lại với người đó liền. Nói xấu gia đình mình em nóng. Còn nói chung mà cái việc nóng tính á thì sau này khi em làm cái nghề của em là nhân viên kinh doanh á, sau này thì em bớt nóng tính rồi. Tại vì đó, đi làm cái nghề của em thì trước tiên là khách hàng phải luôn luôn đúng trước cái đã. Tình yêu sao rồi? Tình trường của em thì từ chỉ có em có ba mối tình của thời học đi học anh. Học sinh đó hả? Dạ đúng rồi, thời học sinh. Nói chung là mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm, 2 năm vậy đó. Mối nào là em yêu, em nhớ nhất, sâu sắc nhất? Nếu mà nói về tình cảm mà sâu sắc nhất thì đơn nhiên là tình đầu anh. Nhưng mà thấy có lỗi nhất là có lỗi cái mối tình thứ hai thôi. Có lỗi gì? Em làm gì có lỗi? Tại vì khi mà em chia tay mối tình thứ nhất, em quen người thứ hai. Thì đang quen người thứ hai thì vô tình quen biết cái người thứ nhất là mới chia tay. Em thì lại chia tay cái người thứ hai, em muốn quay lại với người thứ nhất. Thôi thôi, lộn xộn quá ta. Xong rồi em xong rồi vô cũng không quay lại được với mối tình thứ nhất. Thì em mới vô tình em nhắn tin nói chuyện qua lại với cái mối tình thứ ba. Cái vô tình thì em nói em thích cô đó, thì cô đó cũng vô tình nói ok thôi. Thì quen được năm nữa. Ông bà ta xưa nói nít quỷ nè, lum tùm la hết trơn. Rồi cuối cùng rồi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được dạ. Hồi xưa có nhiêu nó dồn nó yêu hết rồi. Giờ đâu còn gì nó đâu yêu. Rồi còn mình sao nè, mình nói cho bạn đó bạn nghe coi. Em có hai mối tình. Mối thứ nhất là khi em đi làm bắt đầu được một năm á, thì biết thì xong rồi người ta có gia đình rồi em cũng chấp nhận thôi. À thôi. Dạ. Rồi bỏ đi, bỏ mối tình đó đi. Em nghỉ làm luôn rồi em tự làm luôn tới giờ. Rồi em tập trung vào công việc, cũng thời gian sau em ổn định rồi em cũng có gặp một người. Nhưng mà khi tìm hiểu biết người ta đã từng có gia đình rồi á, có con riêng nữa nên thấy không phù hợp nên tôi em dừng lại thôi. Trà muốn có người yêu một mẫu hình lý tưởng thế nào nè? Bạn gái chỉ cần chiều cao khoảng 1m50-55 trở lên là được rồi. Nói chung là đừng quá ốm thôi. Còn em không thích người ốm thôi. Thích người cỡ kia. Chào cưng. Dạ, chào chị. Nói chung là vừa người đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa người, đừng có ốm, đừng có mập, dạ, vừa người thôi. Dạ. Chị ngạc nhiên ghê á. Tại sao em ăn ở không 11 năm, lý do tại sao vậy? Từ lúc mà năm 18 tuổi tới giờ thì nó có nhiều cái gọi là trong gai lắm chị. Nói chung là cuộc sống nó hơi gian trưng. Xong rồi cái nhiều khi đi làm về đó, tiếc như thành một thói quen, cái đi làm về ăn uống rồi nghỉ ngơi, cái em ngủ sáng hôm sau đi làm là tiếp tục công việc tiếp, riết nó lặp đi lặp lại như một cái thói quen luôn. Cũng đã muốn có người yêu lâu lắm rồi nhưng mà không biết là tại sao em chưa gặp được cô gái nào mà cũng chưa có ai làm cho em cảm thấy có nghĩa là rung động. Chết rồi, ông Linh ông hỏi nãy câu trả lời coi chừng đổi hướng đổi chiều đó. Đâu, gió đổi chiều chị, đó. Em hứa luôn, bảo đảm luôn là em thích con hứa luôn con đúng gái. Không? Không? Bảo nãy đảm giờ ông Linh đứng gần em có thấy loạn nhịp tim không? Không. Không phải không? Thấy bình thường, nó có gì đâu. Vậy đó chị yên tâm. Chị yên tâm chút. Chị mắc cười là hôm nay anh để cái tóc đẹp quá rồi. Thì đó, đó. Em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em á, nét đẹp giống một cái người mẫu nào đó. Hiện là em đang thích một phụ nữ có cá tính một chút xíu. Đừng có quá hiền, bánh bèo hay gì đó. Em không thích. Chắc chắn đây không có rồi. Dạ. Ta chủ một cái công ty nhỏ rồi đó ông ơi. Ok, vậy yên tâm rồi. Dạ, cho anh đi lên. Ôi, tóc anh đẹp quá. Ôi, tóc anh đẹp quá. Lý không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông không có tính lập trường, không quyết đoán, không có kiểm soát được bản thân. Em thích người đàn ông nhẹ nhàng, lịch sự, chuẩn mực, hướng về gia đình. Thì em là người sống tình cảm.
bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi xong cho hai bên gặp mặt đi ha. Đúng rồi. Long An, Tiền Giang sát bên. Tiền Giang đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ, anh trai với chị. À. Xin chào em Sư Huyền Linh. Xin chào em Sư Hồng Vân. Tôi là mẹ của Thiên Lý. Chào cháu bên nhà trai. Chào cô. Ở đây là anh trai thứ ba, còn chị đồng nghiệp của Thiên Lý. Thế cũng hiền. Hiền ha. Còn có yêu cầu đàn trai gì không? Không, không có đâu Quyền Linh ơi. Em trai nói nhà em ở đâu? Dạ, con ở Long An bác. Huyện nào? Dạ, con ở huyện Thủ Thừa. Thiên Lý thì nó có nhà cửa thành phố hết rồi. Giờ con về trên đây ở được không? Con thì sao cũng được, nhưng mà một tuần thì ví dụ như con làm ở Long An thì một tuần con hay về Long An lắm. Thiên Lý có nhà riêng rồi, về ở rể được không á? Cái đó là không ở rể đâu, hai đứa tự ở riêng, nhà riêng luôn, nhà riêng luôn, không có ở rể. Nhà của mình ở dưới thị xã, ta lại mà Quyền Linh. Trời, ngon đâu quá. Có ở đây đâu. Nhưng dạ được cô. Được. Dạ. Anh ba, nè anh ba có ý kiến gì không anh ba? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân với chào khán giả, chào mọi người, chào nhà trai bên kia. Em chào anh. Mình là anh thứ ba của Lý. Nói chung anh thấy em cũng hiền, cũng thật thà. Còn phần sau là phần phấn đấu của mình thôi. Dạ. Chứ anh cũng không nói nhiều hơn. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi. Em đi với ai Trà? Dạ, em đi với anh của em anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Rồi, chào em trai. Này em lên hỗ trợ tinh thần cho thằng em cô đơn quá lâu rồi. Em cũng xúi nữa đăng ký cái chương trình này á. 11 năm mà, dạ. Mà quá. Anh thấy thì em gái bên đây cũng dễ thương. Thiệt thà, nói chung là miền Tây là thích rồi đó. Hy vọng hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến đến xa hơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu tâm sự nha Trà nha. Nào, cố gắng lên. Mở rào. Anh có món quà tặng. Đây là sáng mình làm. Dạ. Cái gì vậy anh? Bò bóp thấu. Thấu luôn á. Em bán vé máy bay không có gì hết, em có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Hay là chuyến du lịch ở Đà Lạt có thông tin rồi. Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Em cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6 25. Dạ. Bữa nay mấy giờ rước em mấy giờ? Anh chị coi kỹ ghi rõ. Hai vé luôn đúng không? Dạ. Cứ hỏi luôn. Có giờ hết trơn trọi rồi. Thứ 6 mình đi chủ nhật mình về. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Cơ hội đang tới đó Trà. Tới luôn đi. Nào. Dạ. Thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Ừ, anh thấy con gái anh nhát dữ lắm. Em ăn thử món của anh làm. Em dùng luôn hả? Ừ, em ăn thử đi. Em xin phép mọi người. Không. Em xin phép mọi dạ. Người em dùng. Ăn đi cưng. Em dùng một mình nha. Thiệt đời bất công thiệt. Nói nó ngay rớp rớp rồi. Lòng tôi cũng xót xa luôn. Sao mốt người chơi lên tặng đồ ăn nhớ tặng tôi nha. Tặng rất là giòn á anh. Trời ơi. Rồi bò rất là mềm, vừa vô miệng là nó cũng tan luôn á. Trời ơi. Gỏi là chuối nữa, giòn, rất là thơm, ngọt. Trời, ngọt, chua chua, thấu. Mặn mặn. Nói chung là vừa, hài hòa. Nói chung thì anh thích là nấu đồ ăn. Thường xuyên cũng hay tụ tập với nấu đồ ăn cho bạn bè, nhưng mà giờ hết muốn nấu cho mấy bạn ăn rồi. Dạ. Anh muốn kia. Giờ muốn nấu cho ai nói luôn đi. Hôm nay thì em sẽ muốn nấu cho Lý ăn. Anh cho ăn mà anh không cho uống. Chỉ ăn chút răng hàm và chân ăn gỏi. Ngon quá nè. Vậy anh quên chứ không anh pha cho em đi trà đào nữa rồi. Tao tặng gỏi tao phải tặng trà đào hay là sinh tố này kia chứ. Ủa anh Trà anh đang làm việc ở đâu ạ? Anh làm ở quận 4 em. Em thấy anh như thế nào? Anh như thế này là được rồi. Anh như thế này là được rồi. Về phân công bán vé máy bay luôn đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thì đúng như anh cái mẫu người mà anh thích là nó hơi tròn tròn một xíu, nó không quá ốm. Em mới giận con. Anh thấy cái giọng nói của em nghe nó rất là êm tai. Dạ.
em đính chính nha, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Dạ, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Trà có ngại không? Dạ không chị. Cứ anh em bình thường cho chị. Anh nhỏ gì dân, anh còn kêu chị dân bằng em mà. Nếu em biết tuổi trước thì em kêu em rồi đó. Ừ. Nhưng mà nhìn cái mặt thì kêu anh được. Anh nói chung anh đen là do anh giang nắng thôi em, chứ không có gì đâu. Em nhìn anh thấy cái sự trưởng thành, chững chạc của người đàn ông trong đó. Mặn mà. Không, anh đàn ông mà. À. Em thì em ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thì anh cũng ở Sài Gòn nguyên tuần. Thì mình có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào mà em muốn. Được anh. Còn ví dụ như cuối tuần đi, cuối tuần ví dụ như em muốn đi về về với mẹ hay đi đâu thì anh có thể chở em đi. Được anh. Vậy mình bấm luôn đi. Trời ơi. Chưa. Rồi bây giờ em tiến tới bên cô gái kìa, nắm tay cô gái rồi hát tặng cô ấy một bài đó, thấy chưa? Sau này ví dụ như anh không có thể, ví dụ anh không cho em được nhà cao hay cửa rộng gì đó đi, xe gì sang á anh không có, có thể anh không có làm được nhiều được tính như vậy, nhưng mà anh chỉ hứa là anh sẽ làm lúc nào em cũng cười, như hôm nay khi em ăn cái món của anh mà em cười á. Cảm ơn anh. Hát bài gì cho cô gái ấy cười đi. Ra nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trầm nhìn em thân lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Nắng đêm từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Thôi anh hát tới đây được rồi. Đi đáp lại đi bài nào. Dạ. Có hai câu rap nhỏ nhỏ. Em bắt đầu nha. Bài là tình yêu màu nắng. À, ai mặt nõng lái lai, nõng lái lai. Ai mặt nõng lái lầu, nõng lái lầu. Em vô nha. Gọi tên của anh là nắng, để em được là mây trắng. Bên anh quân quýt mây chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời, nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dâng lối em, để gần anh mãi. Đừng bấm vì tất cả điều gì các bạn nha. Nào. 1 2 3 hết thời gian. Ôi ôi đó, bấm mà hơi đi nữa dễ sợ quá. Nguyễn Anh Trinh. Nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ sẵn đài gì xin phép luân lý cho anh hung cái đi. Muốn hung đầu tiên. Cho anh hung. Cố gắng lên nha. Dạ. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay với hai cặp đôi mà họ đã bấm nút hẹn hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45.
thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thông qua cổng YouTube MCV Media hoặc là Love TV. Chương trình xin cảm ơn nhãn hàng thép VinaQA, thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết trọi đó. Thiệt luôn á, có mình anh mình anh dám để cái về cho nó vui vui chút, em hiểu không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình tạo hình cho nó vui vui chút, ai gặp cũng cười thôi. Có mặt không? Không. Sao con cứ nhìn chú Linh là con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chuyện mập ở đây. Con đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Anh diễn liền, tưởng ngực liền. Quý vị đón xem vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.